sao mà chiếc quà của em mày chiếc, em thấy miếng muối vô trong đó đó. Ăn muối luôn hả? Có chừng 50 phút rồi chiên mới ngon. Thì đứng đây khâu cá thấy này câu. Rồi xong chị lấy nó dao xuống ra nó chiên nó dễ. Phụ sao chiên được. Rồi tô chén tô có ăn đủ không em? Cho nó chín luôn, mình chở nó không bị dính em ơi. Em tắm với nó luôn. Em bắt cái cầu thang nó đi, mỗi lần xuống lắm tắm xong như vậy nước đục đi tắm cho tụi nó ngứa sao em? Ở cho gia đình mình 200 là để ăn uống em. 200 nè. Để mua gì cho mấy cháu ăn ha. Thấy tội quá, không có cơm nước gì hết á. Cơm người ta cho cá cũng xinh nữa. Thì em Vy chuẩn bị nướng cá cho con ăn cơm chiều và con cô bác chị. Ủa Vy, em không nấu cơm nữa, con cá sao đủ ăn? Em với Ngân ăn mì. Ăn mì là giờ cho ba đứa ăn, cho có dinh dưỡng ha. Thì coi em nướng cá sao là có dầu quả. Cái gì cũng nướng. Nó nói đi câu chuột á, nó thấy chuột để con bắt chuột cho mẹ con làm đó. Được. Nó kiếm đồ ăn cho mẹ đó kìa, câu chuột kìa. Sao con cũng có giữ nhà này. Muốn chết thì cái mặt chết luôn. Không giữ là cái mặt đen chết luôn. Con câu chuột ở chỗ ngay ống kìa con, chú thấy chuột với kia nhiều kìa. Con ăn muốn ăn chuột hả? Em thích hả? Trời ơi, tội nghiệp đó không? Mẹ đó, có một mẹ à. Cái vườn này bờ sông mà, đâu phải cống đâu em. Vừa nay cũng dạng chuột đồng, bán đồng á. Mấy người con gái mà không điệu sao được. Là chuột này chuột đồng mà, cống rồi nè. Cống cái chuột này chuột bờ sông mà, nó sạch á. Chuột này nó bắt cá nó ăn không á. Trời dính. Nó dính. Rồi con chuột ăn con hả? Nó bắt cái gì vậy? Đây là hiện tại. Không, hồi trước ở bên nhà tư cũng có. Nãy có kiếm cái ruột cá để cho nó câu Vy. Nó làm sạch chiên khô cho nó ăn. Ướp muối á. Cũng không có gì hết trơn, không cần xấu hay đẹp gì hết. Cái dầu á, nước vậy. Cũng cần đẹp trai bình thường. Nói chung là dễ nhìn hơn. Này Vy có tiến bộ, có ló hai cục gạch này nè mà con cứ chín chị là chứa nấu sập nước hơi nó hết đúng không? Em để sát quá, em dựng hai cục gạch thẳng lên á, em để vậy nó áp khói vô chiên nó hồi đình khói tụi nhỏ ăn. Kiếm cho em anh đó rồi. Không, mẹ cũng nói con quen chứ mẹ không thấy mà ít nhất là quen mà kiểu là không cho nó được vô người với quý chồng cũng chứ đừng có đi theo nó suốt ngày để đẻo theo nó. Cái cày cần nấu. Nhung heo. Coi chừng em đó con ơi, xuống bờ sông nguy hiểm đó. Rồi chuột nó chạy chết chết rồi con trai ơi. Có kiếm rồi mà gì con chuột đó hả? Xin mẹ miếng ruột cá kìa. Ê kìa. Đã lên xíu rồi cô chứ còn uống cái chai cháy gì vậy? Ủa vậy cái đó là dầu gì mà nó đóng cục lại em? Sao dầu gì lạ quá vậy? Tao nói tao cho xong hết rồi. Thì chó có lục bình á, nó có sừng mình đứng vậy nha. Không đi lính. Chúng heo. Tết chi bồng. Cá là bữa nó xong luôn con chú anh chị chiên lên luôn nè. Chỉ có cảnh này vậy. Đâu có muối mà muối gì ha em ăn là nhắc vậy ha. Chi đâu mà chiếc quài của mày. Em xài thấy miếng muối vô trong đó đó. Ăn muối luôn hả? Có chừng 50 phút rồi chiên mới ngon. Đứng đây khâu cá thấy này câu. Rồi xong chị lấy nó dao xuống ra nó chiên nó dễ. Phụ sao chiên được. Dầu sơ kìa Vy ơi.
dương mà. Nó khác cá đó em ơi. Nhỏ này dịp coi. Có con cá ăn năm mẹ con khác rồi luôn, không có gì ăn á. Con nhỏ nó thèm ăn thịt chuột và nó câu cuốn câu chuột để ăn là tội nghiệp đó không? Trời con nhỏ nó ăn cái gì mà quậy dưới trời. Cá nó thấy ngồi. Ờ cỡ nhỏ nhỏ này nó thấy con thịt ăn gì ăn được ăn tốt hết à. Nãy nó hỏi chuột ăn được không? Trời nó đi ra ngoài xin câu cá mồi vô câu chuột kìa. Anh Hậu cũng phải giữ em. Ê, coi cá các em ơi, nó khác á, khác ủa con cá đó. Trời ơi, chiều nay hai mẹ con ăn mì gói cho mấy đứa nhỏ ăn cá. Cái anh đó ngày nào cũng cho cá em hả Vy ha, lâu lâu mới cho. Em xin luôn á. À vậy hả? Em mới lại đây mà. Ủa mà hôm tao em cũng xin giống vậy, mấy người mà người ta chèo về người đó bắt cá đâu đâu. Xin người ta người ta quăng lên cá nguội luôn á. Dầu nhiều dữ chứ đó hả? Ra nó văng nè. Em ra coi. Thì thôi nha cô xin. Rồi tôi chén tô có ăn đủ không em? Cho nó chín luôn, mình chở nó không bị dính em ơi. Đừng có chở liền. Chở liền nó nát con cá đó. Cho nó khô luôn là mình chở nó dễ nó không bị bể. Con cá này chắc khỏi ốp muối rồi, nước xong rồi nước lợ lợ em mửa em rửa rồi là nó gia vị là nó vừa ăn rồi. Chén tương vô lại. Thằng nhỏ đi ra câu chuột kìa, nó lẩm đẩm câu chuột ở kia kìa. Đợi không? Rồi nó câu nguyên con gà về cho em rồi kìa. Thiếu nữ 31 tuổi mà 4 người con như vậy mà còn cô chú chị không đứa nào rồi đi học trọn vẹn hết. Gà gà. Chích chưa, chích chưa. Mày đừng có dí nó nữa coi, cho nó ngồi yên chỗ coi. Vô đâu? Em bích rồi chú. Đây là bé Quy. Đây là tròn 15 tuổi á. Rồi con gái con dự định cuộc sống đi theo mẹ dưới gầm cầu qua con. Con có dự định gì cho chú biết gì? Có chứ. Là sao dự định con như thế nào? Dự định là tại vì có ông cho tiền con đi làm căn cước á. À. Cái đi làm xong rồi con xin đỡ mấy công việc bưng bê đâu á, rồi xong rồi có đủ tiền muốn nhà trọ á. Là cũng bây giờ phải làm căn cước trước. Mà con bây giờ có 15 tuổi thôi, 15 tuổi đâu phải tuổi lao động đâu con. Để nào 16 có mấy chú Nguyên nhỉ? À. Có mướn. Bây giờ con gì đâu để làm, trước con sống làm. Tại vì con tôi nhiều Nguyên quá nên người ta cũng kiểu có việc người ta cho làm. Làm giấy tờ có khó khăn không? Con chưa đi làm, chưa biết. Đó cho mẹ không nhắc liền. Làm nhanh mà làm căn cước chân tháng sau, khoảng tháng sau có con. Mỗi khi mà đi làm tháng sau nhận căn cước. Bước ra. Bây giờ cái mùng này ra vô bùn đất rồi. Cái đó nằm một ngày chắc ngứa chịu không nổi đâu. Bước ra cho. Bước ra sao được con cục bụi đất nó bay vô mù mịt trên này đó. Bụi xong rồi lấy ra của hai nè. Giống đâu. Đấy tắm rửa cho mày được. Bước ra. Dắt mấy mẹ con đi sống rồi khác cuộc sống nó đỡ cực hơn bên này con có chịu không? Bước ra. Bước ra. Lại cho tao chị ra. Bước ra. Con muốn lấy hồi tan đấy. Thì có anh nào đến chú nào đến thăm rước gia đình con đi đâu thôi kìa. Phải không? Cái chú nào vậy? Không biết ai đâu chứ. Không biết. Chú nào đến rước? Chắc công an đó. Rồi chết em rồi Vy ơi. Công an hình sự hay gì đó. Ủa anh trai, anh vô đây có gì không anh trai? Đây em Vy xuống sông múc nước tắm cho mấy con và cô chú anh chị. Đây là em Vy nha, năm nay là... Xong cho tụi nó lội xong tắm luôn Vy, em tắm với nó luôn.
Em bắt cái cầu thang đó đi, mỗi lần xuống lắm tắm xong như vậy nước đục thì tắm cho tụi nó ngứa sao em? Mấy con coi chừng té xong nha, đất nó trơn trượt đó. Ủa anh trai câu dưới có cá không anh? Mỗi lần xuống câu leo lên vậy hả? Cực quá ha. Câu mỗi lần được nhiều không anh trai? Em Vi đang múc nước lên và con cô chú anh chị. Đây là ảnh một người mẹ đang bảo vần bốn người con múc nước xong lên tắm. Đây là cái sông này cũng gần cái cống thoát nước ở gần đây và con cô chú anh chị để dành nước cho bốn đứa con tắm. Thì rất là thương cảm với ông bà cô chú anh chị. Nước sông này cũng gần những cái cống của khu dân cư Phước Kiều xã à. Lên không nổi hả em? Lên không nổi hả? Tắm dưới luôn hả? À mấy đứa xuống tắm. Ủa con bé này nãy tắm rồi mà em gọi đầu nó rồi mà. Trời ơi. Tự nghiệp ghê không? Tắm mà không được chở đàng hoàng, tắm với sông như vậy luôn nè. Thôi Bi ơi, cái gì mai anh dắt đi cái chỗ đó đi, cái giờ nền cái nền cao thì mình đi xin nước thôi. Mày vô đồ trên cây đi. Em ơi, làm quy xuống kia ở đi, nó thuận tiện đây nhiều lắm. À, dễ xuống rồi xong rồi là thua rồi, nay tụi anh đến quay là đi đâu được ha. Trời ơi. Cái này thua những người ở dưới mà miền quê sông nước nữa. Đây đây là Sài Gòn mà như vậy nè bà con cô bác anh chị. Em Huy Sao Huy tắm con lên mà con quá anh chị. Người con bước nhẹp đó thì chân thì dính bùn đất. Hôm nay tắm nước sông thì cũng đơn xì ăn cạnh luôn. Nước sông này là sông nước lợ mà con. Ở đây thì cũng gần những cái cống xã của những khu dân cư. Thì nước sông này cũng rất là ô nhiễm sông Sài Gòn chứ không phải là sông quê mà cô bác kia. Sống như vậy rất là thương cảm luôn mà con. Là anh quay giùm em cái trao tiền cho gia đình cái. Thấy tội nghiệp quá. Vy ơi, anh gửi. Ê. Anh gửi cho gia đình mình 200 là để ăn uống em. 200. Để mua gì cho mấy cháu ăn ha. Thấy tội quá, không có cơm nước gì hết á. Cơm người ta cho cá cũng xinh nữa. Bây giờ chuẩn bị cho mấy cháu nghỉ ha Vy. Bây giờ tụi nó đứng ngay không chặt. Tụi nó chơi giờ này cũng nít nên cũng giờ tới giờ ngủ của tụi nó nè. Tắm rửa mát rồi mới ảnh ngủ. Tắm nước sông lên nhà ngứa chịu sao nổi bà con. Trước cả quân tư thì mình cũng sống dưới gầm cầu luôn nè chị. Đã tắm nước sông rồi con nằm trên cái chiếu đất nữa. Cái chiếu này bụi không như thế này. Đây. Thôi cho mấy cháu nghỉ ngơi ăn uống đi. Rồi gia đình mẹ con vô đây ngồi đi. Cởi chân em lắm đất vậy em bước vô rồi sao Vy? Ôi! Cái bạn như này nè, trời ơi, quậy quá đi ơi, này ơi. Mấy mẹ con trống trong cái chuồng như thế này mà con. Dạ. Con ông bà không? Con để đây đó, lấy ngồi cho mệt quá. Con không bà nội hả? Nãy ra nữa nha, nữa bà đi. Tại vì con sống không quen, nên đó giờ con cũng chưa gặp bà nội, cũng giống cha con vậy đó. Con gái cố gắng đi làm cái chứng minh để phụ mẹ đi làm nha con. Có chứng minh người ta mới nhận việc. Bên nào bà ngoại thì bên bển ngoại cái phòng có chút xíu à, đâu có ở được đâu, ngoại con thì sợ ồn mà con. Con về nhà ngoại con xin tắm rửa chứ mẹ con tắm xong như vậy sao được. Trời ơi. Con là con gái tuổi đang lớn mà tắm xong như vậy ô nhiễm người ngứa nổi ghê gửi gần trên giò kìa chú thấy nổi mạnh quá trời lên kìa.
Có sao? Rồi ra người lớn mình nhà mình coi vậy nó khó chịu với trẻ em nó. Tại vì bà ngoại còn ở chung với chồng của ngoại nữa, khó khăn lắm. Nó cũng có nói lắm. Ngoại là thuê ở nhà hả chị? Thuê luôn. Chú qua đây rồi, rồi cho mấy cháu ăn uống rồi đi. Chú qua đây. Chú qua đây. Chú rất là tội nghiệp bà con. Cái nước sông này mình cháu sạch mình tắm còn lên còn ngứa, nó chi tắm nước nó bẩn như vậy. Ngứa.